Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyên đang test chất xúc và gặp loa xúc EV bản Fox sử dụng bát 50 xúc mặt, cực kỳ uy lực luôn. Các bác có thể cắm cái phone vào, nghe tiếng xúc nó đổ mà nó buông, nó khoảng không đỡ luôn. Đấy, đang dạo rồi, cái này chủ yếu là phun lăng lên thôi, tiếng xúc lên. Không, em test là bản có lời của anh xúc. Có bồ nhá, cái loa trên đấy, loa dưới là có bồ đấy, bản Fox. Cái này bảo bằng sách không? Nếu ông bảo bằng sách nó rên thì cả làng cái tiếng không ai biết được. Về loài đẹp lắm. Đây bác nhá, súp này em còn là súp 418m này. Còn ai nữa? Bên là 718 có nhá, 718 trong kia. Đây. Leo con này leo nhá. SX là leo nhá. SX thì bản leo. Con này con là Marlboro cao cấp, Marlboro cao cấp. Con này như mới luôn. Giá trên 10 triệu. Marlboro. Và cái súp cafe. Đấy, giờ full là súp lo bản. Cái đôi súp này giá nhá, nó là 13 triệu một cặp. 6 triệu rưỡi một quả bao ship, bán cực rẻ bác luôn. 13 triệu một cặp bao ship. Giá miễn là cả luôn nhá. Đấy, rồi em sẽ cho bạn xem tặng gập dây loa Mỹ cơ. Hãy bạn nghe cái những cái bài mà Bozo nó buông thì thôi luôn này. Đấy, xong lên đúng lưu độ luôn. Độ phê ấp ình chát chát cốc cốc cọc cọc đó là Mỹ. Nó nghe cái tiếng tép của loa FV nó hay rồi. Không đỡ luôn. Đấy, tép này. Tép bát này. JB là 145 còn 2 đôi đúng nhá. 2 đôi. Hết đấy. Cái Maha hay này. Maha hay lắm. Các bác muốn combo cả loa nhá. Thì con này rộng của nó là 52. Sâu trong 10 cao trong 4 nhá. Đấy đẹp này, em vế này. Bản phốc. Đây bản phốc này. Đấy. Đấy kèm nó ra đây. Đầu cọc đây. Rất đẹp rồi nhá. Giá hợp lý cho bác luôn. Còn 2 nhá, em bóc vào thất. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyên đang tháo nội thất của một cặp súp Mỹ đến từ thương hiệu EV và là bản Fox, bản cao cấp, bản giới hạn của hãng. Đây là một đôi súp hơi và súp mặt sở hữu một bát 50. Đấy, được sản xuất tại Mỹ và do Mỹ sản xuất. Ngày nay em về được một đôi có thể nói đẹp xuất sắc, không tì vết từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài. Tình trạng chất lượng cực kỳ xuất sắc đó nhá. Thì cặp súp này đáng lẽ ra nó lại đi cùng với cái đôi loa full kia các bác. Đấy, EV40 Fox ấy thì cặp súp này cũng là Fox. Nếu các bác có điều kiện thì các bác có thể mua được cả full và súp đồng bộ với nhau luôn. Còn không thì bác mua lẻ cũng được. Thì cỏ súp này cấu tạo sao? Nó là thùng gỗ nhá. Thùng gỗ này. Đấy. Thùng gỗ bọc lỉ rất chắc chắn. Và cái súp này là đặc biệt là có phân tần anh em nhé. Này phân tần đây. Đấy. Phân tần thì bao giờ tiếng bát nó cũng mềm mà sâu. Hai lỗ thông khí phía trước và một e-căng ở dưới. Loa tình trạng đẹp sắc, bọc lỉ này. Tất cả góc EV hết. Đấy, EV. Và hỗ trợ bác cái giá cắm như kia để trồng full lên. Hoặc đặt full lên rất là đẹp bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, toàn bộ cái quả súp đẹp lắm ạ, cân đối hài hòa. Vuông vắn, nhỏ gọn và có cả chân kéo này, anh xe này. Đấy, dây kéo này. Sản xuất tại Mỹ bác nhá. Đó. Hỗ trợ hai cổng vào. Đây bản Fox này. Đấy. Hay gọi là for súp ấy. Đầy đủ luôn. Con này xuất tại Mỹ. Rất đẹp luôn bác nhá. Thì kích thước nó như sau. Nó rộng của nó là 52. Sâu 60, cao 64, gần như là hình lập phương rồi đúng không? Rất đẹp. Rộng 52, sâu 60, cao 64. Đủ độ gọn gàng và độ mạnh để đánh cho súp. Hai quả đẹp như nhau. Đấy, bác làm mùa đôi thì bán một đôi. Thì giá mùa Covid này bán bác rất rẻ nhá.
cực rẻ đấy, bán để lấy tiền đóng gạo thôi, giá là 6,5 triệu bao ship các bác. Cái giá này xin các bác đừng mặc cả nhá, 6,5 triệu đồng bao ship tặng một cái dây loa Mỹ đấy. Thế này cấu tạo của bác, bác xem đây đấy. Cái màng này nó rất sâu mà rất dai nhé, còn rất dai nhé, dai lắm, gân lụa tầm dầu, nhìn đẹp chưa, quả súp này không thể chê được luôn. Loa này tình trạng đẹp xuất sắc. Thế bác nhìn là cái nhện này, cái nhện này nó là nhện gai to. Cái nhện này là em từ trước em làm loa em thấy cái nhện đặc biệt nhất là gai to, chúng có bản phốc rồi bác, rất là dai này, nhện gai to cho nên nó bền lắm, dầu tê loa to như dầu quặp này, dầu mã đầy đủ này, mã số đầy đủ, xương nó xương thẳng, mã là EVS 18S đấy, công suất là 400W, lớn là 1600W, kinh không? Các bác cứ quan trọng từ to bé, quan trọng công suất đó nhé. Công suất này này, nó đưa ra này, và đây là cổ tép, là cổ tép của cổ bát của Electronic Voice, Electronic Voice 8 ohm, công suất là 400W đến 1600 8 ohm, Electronic Voice, mã bát đây. Loa thì không thể chê được nhé, đẹp xuất sắc luôn đấy, xương nó xương ga sơn sần, cái bộ từ không to lắm nhưng công suất dã man rồi chưa, công suất thật đấy, không phải nó áo đâu. Khoản thứ hai cũng thế, đẹp không kém với nhau, tức là như hai giọt nước mà nhá, đẹp như hai giọt nước luôn. Cái giá này em báo luôn 6,5 triệu bao ship, cái giá này các bác được một cả nhá, có chốt thì chốt thôi. Các bác muốn combo cả bộ này, cả cặp súp này là 13 triệu nhá, 13 triệu là bao ship nhá, với là cái đôi kia là 14,5 triệu, tức là đây là một cái bản combo chính của hãng đấy, là bản phốc nhá, tức là EV phốc hay gọi for cực kỳ cấp, kia là bát 40, bát 40 tiếp kèn. Nếu mà ghép đồng bộ này hay, hoặc là các bác lấy đôi to hơn kia nó sinh ra 1 triệu kìa, còn cái EV T18 con này là bản phốc rẻ hơn được 1 triệu, tùy các bác mua 1 quả em bán 1 quả, mua 2 quả bán 2 quả nhá. Đấy, bác nào mua thì chuyển khoản cho em. Bây giờ em sẽ đóng lại quánh thử âm cho bác nghe nhá. Ok.